Ngạo nghễ ARMY, fan hâm mộ BTS tại Việt Nam ủng hộ đồng bào bão lũ hơn 800 triệu đồng. Trước mất mát và đau thương của đồng bào do cơn bão số 3, cộng đồng người hâm mộ nhóm nhạc nam BTS ARMY đã chung tay quyên góp số tiền hơn 866 triệu đồng với mong muốn ôm tổ quốc vào lòng mà yêu thương. Chiều ngày 17 tháng 9 tại Hà Nội, bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại sau cơn bão số 3 từ nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước. Trong đó có tấm lòng chung tay góp sức của các thành viên trong fandom nhóm nhạc BTS gửi đến đồng bào đang chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, số tiền hơn 866 triệu đồng, thông tin được đăng tải trên trang thông tin Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên cộng đồng người hâm mộ của nhóm nhạc Nhà Hay có những hành động ý nghĩa giúp đỡ cho cộng đồng. Và năm 2020, cộng đồng fan của bảy chàng trai BTS đã quyên góp số tiền hơn 630 triệu đồng, cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ tại miền Trung. Điều đáng nói, fandom BTS chỉ mất 24 giờ để kêu gọi được số tiền khủng này. Ngoài ra, trong đợt dịch bệnh COVID-19, nhiều fandom của BTS tại Việt Nam cũng hết mình kêu gọi ủng hộ. Cộng đồng ARMY ở Việt Nam đã đóng góp số tiền hơn 106 triệu đồng cho dự án ủng hộ đồng bào chung tay đẩy lùi COVID-19. Nhiều hoạt động ý nghĩa liên tiếp được ghi nhận, cho thấy sự nỗ lực của cộng đồng người hâm mộ BTS ở Việt Nam trong việc san sẻ yêu thương, một lòng vì quê hương đất nước. Đề xuất dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2025 được nghỉ 5 ngày. Cụ thể, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất hoán đổi ngày làm việc từ thứ 6, ngày mùng 2 tháng 5 năm 2025 sang thứ 7, ngày 26 tháng 4 năm 2025. Như vậy, dịp nghỉ lễ ngày chiến thắng 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 năm 2025, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ thứ 4 ngày 30 tháng 4 năm 2025 đến hết Chủ nhật ngày 4 tháng 5 năm 2025, làm bù vào thứ 7 ngày 26 tháng 4 năm 2025. Việc bố trí hoán đổi ngày làm việc bình thường, làm bù sang ngày khác vừa giúp đảm bảo cho công chức viên chức có dịp nghỉ lễ hài hòa, vừa giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, việc hoán đổi ngày này cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của công chức viên chức. Trong khi đó, với lịch nghỉ dịp Quốc khánh năm 2025, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất hai phương án. Phương án 1, nghỉ 2 ngày theo quy định, trong đó nghỉ ngày mùng 2 tháng 9 và một ngày liền kề trước ngày mùng 2 tháng 9. Công chức viên chức nghỉ từ ngày thứ 7, ngày 30 tháng 8 năm 2025 đến hết thứ 3, ngày mùng 2 tháng 9 năm 2025. Như vậy, với phương án này, công chức viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày, bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ hàng tuần. Phương án 2, nghỉ 2 ngày theo quy định, trong đó nghỉ ngày mùng 2 tháng 9 và một ngày liền kề sau ngày mùng 2 tháng 9. Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở Đà Nẵng, nhiều tuyến đường bị ngập, học sinh nghỉ học từ chiều nay. Do ảnh hưởng hoàn lưu rìa xa phía áp thấp nhiệt đới, từ chiều ngày 17 đến trưa ngày 18 tháng 9, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to, làm nhiều đoạn, tuyến đường và một số khu vực dân cư bị ngập nước, việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Theo ghi nhận của phóng viên, mưa liên tiếp kéo dài đã làm nhiều tuyến phố ở Đà Nẵng bị ngập nước. Tại trung tâm thành phố, các tuyến đường như Nguyễn Văn Linh, Núi Thành, Nguyễn Tri Phương, Hàm Nghi, Quang Trung bị ngập nước. Mưa lớn gây khó khăn cho người dân trong việc đi lại, có nơi giao thông bị ách tắc cục bộ. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ, đến chiều ngày 18 tháng 9, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ xảy ra ngập úng trên các tuyến đường và khu vực thấp trũng, đặc biệt là các phường có nguy cơ cao như Nại Hiên Đông, Mân Thái, An Hải Bắc, Phước Mỹ, An Hải Đông, quận Sơn Trà, Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây, Hòa Khê, An Khê, Tam Thuận, Chính Gián, Thạc Gián, Vĩnh Trung, Tân Chính, quận Thanh Khê. Để chủ động ứng phó với tình hình mưa bão, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên trên toàn thành phố nghỉ học vào chiều ngày 18 tháng 9 và ngày 19 tháng 9. Theo đó, các trường đại học tư thục trên địa bàn thành phố chủ động quyết định việc đi học của sinh viên và học viên. Tiến sang tháng 10, ba con giáp này giàu có, cát khí ngập nhà. Con giáp tuổi Mùi. Bước qua tháng 10, sự xuất hiện của chính tài cho thấy vận tài lộc của người tuổi Mùi hôm nay khởi sắc vô cùng. Thần tài che chở nên tiền bạc dư giả thoải mái chi tiêu mà không phải lo lắng gì. Người làm văn phòng cũng có thêm thu nhập phụ bên ngoài, tuy bận rộn nhưng rất xứng đáng. Trong khi đó, người buôn bán kinh doanh cũng sẽ có một ngày làm ăn khấm khá, hàng hóa rất đắt khách. Con giáp tuổi Dậu, bước qua tháng 10, mang lại các điều kiện thuận lợi trong các mối quan hệ để tuổi Dậu có thể thực hiện một số việc liên quan trong công việc, hoặc con giáp này nhận được sự hậu thuẫn của bạn bè, người thân khi gặp khó khăn. Trong tháng này, tuổi Dậu được nhắc nhở nếu rơi vào tình huống khó khăn, cần phải có suy nghĩ tích cực, đồng thời đừng quá tham lam, hấp tấp. Với mỗi bước đi, bản mệnh hãy có sự thận trọng cần thiết để tránh những sai sót không đáng kể có thể khiến mình cảm thấy tiếc nuối sau này. Con giáp tuổi Tỵ, bước qua tháng 10, lục hợp báo hiệu người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn. Công việc được triển khai hành thông thuận lợi, bản mệnh luôn biết vận dụng những ưu điểm của bản thân để mọi chuyện diễn ra theo đúng ý mình.
Các mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng đang tiến triển tốt đẹp, tạo cho bản mệnh thêm cơ hội phát triển công việc trong tương lai. Ngoài ra, vận trình tài lộc của tuổi Tỵ trong tháng 10 cũng rất rực rỡ. Chủ nhân túi vàng bị lẫn trong hàng cứu trợ tại Lào Cai tiết lộ nguyên nhân vàng chui vào thùng. Chiều tối ngày 16 tháng 9, chị Nam 43 tuổi ở thôn Bắc Ngầm, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng đang cùng 5 người khác phân loại hàng cứu trợ thì phát hiện túi vải nhỏ đựng một số món trang sức lẫn trong thùng sách vở và quần áo. Đại úy Trần Thị Thanh Thảo, công tác tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, trưởng cộng đồng cứu trợ các huyện Bắc Hà, Bảo Yên, Simacai, Bát Sát, đại diện ngân hàng cứu trợ cũng trình báo sự việc với công an xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng. Gần một ngày trôi qua mà không có thông tin về chủ nhân của túi đồ, chị Thảo liên hệ với trưởng ban đại diện Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tại Đà Nẵng để nhờ hỗ trợ. Thông qua cuốn vở trong thùng hàng cứu trợ có ghi họ, tên lớp và trường của hai học sinh ở Đà Nẵng, nhóm đã liên hệ với ban giám hiệu và liên lạc đối với phụ huynh của các em. Qua trao đổi, xác minh thông tin, người này cho rằng số nữ trang có thể do người thân để lẫn trong lúc xếp đồ cứu trợ. Chiều ngày 17 tháng 9, nhóm chị Thảo xác minh được chủ nhân của túi đồ là chị Phan Thị Đào, 47 tuổi, ở quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Chị Đào kể đêm ngày 14 tháng 9 xếp quần áo sách vở của hai cháu ruột để hôm sau mang đến thành đoàn Đà Nẵng gửi đi cứu trợ bà con miền Bắc. Do sơ suất, túi nữ trang đựng dây chuyền, bông tai, nhẫn cưới của vợ chồng, bằng vàng 4 số 9 và kỷ vật của mẹ chồng rơi lẫn vào thùng. Trước khi gửi đồ, chị cũng không kiểm tra lại. Khi người thân gọi điện hỏi về túi nữ trang, chị Đào mới kiểm tra và biết tài sản thất lạc đến Lào Cai. Chị đang làm ủy quyền cho người cháu ở Hà Nội đến nhận lại số trang sức chị Nam đang giữ. Dự kiến chiều ngày 18 tháng 9, nhóm của chị Vân Nam sẽ trao trả túi nữ trang cho gia đình chị Đào tại xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng.